Rồi, cô sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái database này. Ở database này là quản lý nhân viên, đúng không ạ? Thì trong đấy có 4 bảng là phòng ban, nhân viên, quản lý dự án và dự án. Thì nhìn vào cả cái bảng này nè, thiết kế này các bạn có thể hiểu như sau. Bảng phòng ban và bảng nhân viên có mối quan hệ. Quan hệ đấy là một và nhiều. Nghĩa là một phòng ban có nhiều nhân viên. À, quan hệ ta, cô sẽ bỏ qua cái này trước nha. Tại vì cái này sẽ là cái bảng phụ ha. Nhân viên và dự án, hai cái thực thể này sẽ có mối quan hệ là nhiều. Nghĩa là một nhân viên có thể tham gia nhiều dự án và một dự án có thể có nhiều nhân viên. Cái quan hệ đấy là quan hệ nhiều. Vậy với cái quan hệ nhiều thì ta phải làm sao? Khi các bạn vẽ sơ đồ EAD, các bạn vẽ có 3 thực thể thôi. Nhưng mà các bạn nhìn thấy trên này là có 4 bảng đúng không? Thì với quan hệ nhiều, các bạn luôn luôn phải thêm một bảng ở giữa, gọi là bảng trung gian. Thì bảng ở giữa này có một cái đặc điểm như sau. Không biết nó chứa cái gì, nhưng nó bắt buộc phải chứa hai cái khóa chính của hai bảng kia. Nghĩa là trong bảng quản lý dự án sẽ phải chứa cái khóa mã dự án của cái bảng dự án và chứa cái mã nhân viên của bảng nhân viên, đúng không ạ? Đó là cái nguyên tắc, đúng không ạ? Thì cái hai cái mã này nó có thể tạo thành một cái khóa chính được. Thì tí cô sẽ nói khóa chính. Cái dữ liệu tiếp theo này nè, là cái dữ liệu này nó chỉ phát sinh khi nào có dự án thôi. Nếu như không có dự án thì dữ liệu này không có phát sinh. Nghĩa là phải có dự án, phải có người tham gia dự án, nó thiết lập một cái dự án thì mới có những cái dữ liệu này. Nghĩa là phải có ngày tham gia, ngày kết thúc, số giờ và vai trò. Nếu không có dự án thì làm gì có số giờ, đúng không? Hiểu không ạ? Không có người tham gia dự án thì sẽ không có cái này. Bởi vậy cái dữ liệu này nè gọi là dữ liệu tương giao. Nghĩa là dữ liệu này nó chỉ sinh ra khi nào nó thiết lập quan hệ giữa hai bảng này thôi. Thì dữ liệu này gọi là dữ liệu tương giao. Cô sẽ lấy một cái ví dụ nữa cho các bạn về cái dữ liệu tương giao nhé. Bây giờ các bạn đi mua hàng, vì một cái người mua hàng có thể mua nhiều mặt hàng, đúng không? Một mặt hàng thì có thể bán cho nhiều người, đúng không ạ? Vậy cái người mua hàng và người bán hàng được gọi là quan hệ nhiều. Thì khi đấy thì phải thiết lập một cái dữ liệu. Các bạn thấy cái cầu cái dữ liệu tương giao, tức là khi các bạn mua hàng thì phải có số lượng không? Có phải số lượng nó chỉ khi nào các bạn bán hàng thì mới biết bán hàng số lượng bao nhiêu, đúng không? Số lượng mua, hiểu không ạ? Đó, cái thì dữ liệu số lượng đấy được gọi là dữ liệu tương giao. Nghĩa là khi nào thiết lập quan hệ giữa hai cái đối tượng, người mua hàng và người cái sản phẩm, cái mặt hàng á, thì khi đấy mới có số lượng. Còn nếu không thì đâu có. Có hiểu không ạ? Thì cái dữ liệu đấy được gọi là dữ liệu tương giao. Và cái quan hệ nhiều cũng xảy ra rất nhiều trong cuộc sống. Hiểu không ạ? Và khi các bạn có quan hệ nhiều thì các bạn phải nghĩ ngay việc là các bạn phải thiết lập một cái bảng trung gian. Và có những cái bảng trung gian có dữ liệu tương giao, có những cái không có. Không phải là cái nào cũng có dữ liệu tương giao đâu nhá. Có cái có và có cái không có. Hiểu không ạ? Đấy. Còn trong trường hợp này thì ngày nè, ngày tham gia, ngày kết thúc, số giờ, vai trò, cái này được gọi là dữ liệu tương giao. Ok? Và cái bảng này được gọi là bảng trung gian. À, nó được thiết lập khi các bạn có một quan hệ, đó là quan hệ nhiều giữa nhân viên và dự án, hai cái thực thể này. Ok? Rồi, cô sẽ nói đến khóa chính. Ví dụ trong một bảng, trong một cái thực thể, cái tập thực thể này nè, thì nó luôn luôn phải có khóa chính. Tại sao? Cái khóa chính nó có đặc điểm như này. Thứ nhất là không trùng lắp, đúng không ạ? Không trùng. Đã có khóa chính số 1 thì không thể có khóa chính số 2. Thứ nhất là gọi là không thể có lại một cái số 1 nữa mà cái kia phải là số 2, ví dụ như vậy. Hiểu không ạ? Nghĩa là nó không trùng. Cái thứ hai nữa là không được null, có nghĩa là bắt buộc phải có giá trị. Không có giá trị là không hợp lệ. Đúng không ạ? Vậy nó có hai đặc điểm thôi. Thứ nhất là không được trùng, thứ hai là không được null. Đúng không ạ? Và trong SQL Server có một cái ràng buộc nữa. Nó cũng gần giống, đó là ràng buộc unique. Unique là cái ràng buộc cũng không trùng nhưng có thể null. Hiểu không ạ? Không trùng nhưng vẫn cho phép null, nhưng riêng primary key thì
nó vừa không trùng, nó lại vừa không được nôn. Ok, vậy primary key dùng để làm gì? Primary key dùng để đảm bảo rằng hai dòng ở trong bảng không được giống nhau ở trên tất cả các cột, hiểu không ạ? Cô lấy một cái ví dụ như sau. Ví dụ các bạn có một bạn sinh viên lại vô tình trùng tên, vô tình trùng ngày sinh, hiểu không ạ? Vô tình ví dụ như ở trọ với nhau, đúng không? Địa chỉ, đúng không ạ? Hai ông này lại dùng chung số điện thoại, giả sử như vậy, đó là ví dụ thôi. Ví dụ nghĩa là nếu nhập dữ liệu vào thì có phải là nó sẽ trùng hết tất cả các cột không? Bởi vậy khi các bạn làm việc, các bạn nếu các bạn mà nói bây giờ tôi nhập dữ liệu, nhập điểm cho anh A. Ngày xưa các bạn nhớ ngày xưa không? Các bạn đi học cấp 1, cấp 2 á thì có thủy A, thủy B. Nhớ không? Những cái đấy nó không hợp lệ. Các bạn sửa tên họ mất rồi. Trong khai sinh làm gì có ai thủy A, thủy B. Ngày xưa cô nhớ là cô hay bị như vậy. Đúng ạ? Đấy. Các bạn trùng tên là Nguyễn thì thủy A, Nguyễn thì thủy B, kiểu như vậy. Thì bây giờ thay vì để là tên trùng nhau, để tên như vậy thì người ta phải thêm một cột gì đấy ạ? Mã sinh viên, đúng không? Và cái mã sinh viên đấy chính là khóa chính để đảm bảo mã thì không bao giờ trùng rồi, hiểu không ạ? Thì vậy nhiệm vụ khóa chính để làm gì? Để đảm bảo rằng không bao giờ có hai dòng, đúng không? Hai dòng trên một bảng trùng nhau ở trong tất cả các cột. Nghĩa là phải có một cột khác nhau, và cột đấy là cột khóa chính để đảm bảo cái việc đó, hiểu không ạ? Đấy, vậy đó là ý nghĩa khóa chính, được chưa ạ? Rồi con bây giờ khóa phụ nhé. Khóa phụ này, khi các bạn có hai bảng có thiết lập quan hệ, nhớ nha, hai bảng có thiết lập quan hệ, quan hệ một một, quan hệ một nhiều, quan hệ nhiều một, hay là quan hệ nhiều nhiều, thì ví dụ như quan hệ nhiều một nhiều thiết lập quan hệ như thế này, thì các bạn phải có một cột hay gọi là một cái trường để các bạn biết được là các bạn đang thiết lập với bảng nào. Ví dụ bảng phòng ban có mối quan hệ với nhân viên, quan hệ đó là quan hệ một nhiều, thì trong bảng nhân viên, nhớ là trong bảng nhiều nha, trong bảng nhiều nó phải có một cái cột thêm vào, cột đấy chính là khóa chính của bảng phòng ban, đúng không? Của bảng một, bằng đó chứ, bằng chính. Thì vậy ở trong này các bạn phải có một cái bà cột là cột mã phòng ba, mã phòng ban có không? Có không? Phòng, đúng không? PHG. Nếu như bình thường các bạn nên để là gì đấy ạ? Mã PB để các bạn nhìn ra. Còn để chữ phòng này nhìn ghê quá, nhìn không có ra. Cái này là phải dùng phiên dịch, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ok. Rồi ví dụ cái bảng quan hệ nhiều nhiều thì các bạn không thể nào mà để cái cột nhiều, cột của cái ID của nhân viên ở trong bảng dự án mà ID dự án ở trong nhân viên, cái đấy là trật. Với quan hệ nhiều nhiều các bạn phải tách ra, phải có một bảng trung gian và tách ra một cái bảng trung gian đấy, thì cái quan hệ nó sẽ được chia thành quan hệ một nhiều và nhiều nhiều một. Ok. Và khi một nhiều thì dĩ nhiên mã sẽ nằm ở đâu ạ? Mã nằm ở bảng bảng nhiều, đúng không? Đúng không ạ? Đấy, mã bằng nằm bằng nhiều, tiếng là mã nằm ở trung gian. Ok. Và cô nhớ ngày xưa cô đi phỏng vấn lần đầu tiên luôn, cô mới ra trường năm 2000, đi phỏng vấn thì đúng hỏi đúng câu hỏi này luôn. Nói cô vẽ là bây giờ có cái người mua hàng và người bán hàng, đúng câu hỏi người mua hàng và người bán hàng luôn, quan hệ đấy là quan hệ gì đấy, và khi vẽ ra, vẽ sơ đồ ra vẽ như nào, thì cô cũng biết tách bảng. Hồi đấy học ngu ngơ lắm, hồi tin học cái thời mà của cô là cái thời sơ khai, hiểu không ạ? Cho nên là học nhiều khi không biểu biết mình học gì, hiểu không? Và khi đấy hỏi đúng câu hỏi này luôn các bạn. Và cái quan hệ nhiều nhiều là quan hệ khó nhất trong ba quan hệ, quan hệ một một, quan hệ một nhiều và quan hệ nhiều nhiều, đúng không? Nhìn một nhiều và nhiều một thì các bạn có thể gom lại thành một được, đúng không ạ? Và quan hệ nhiều nhiều thì quan hệ nhiều nhiều là quan hệ khó nhất, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ cho cô cái quan hệ này. Ok.
Được chưa? Đấy. Thì cô vừa giải thích các bạn khóa chính nè và khóa gì đấy? Khóa phụ. Vậy cái mã phòng ban này được gọi là khóa khóa phụ, ta gọi là foreign key. Còn cái này gọi là primary key. Đúng không ạ? Ok. Đã rõ về khóa chưa? Được chưa? Ok. Rồi có một cái gợi ý luôn chỗ này nè. Nhìn các bạn nhìn đấy thấy mấy khóa à? Hai khóa đúng không? Không phải. Nó một khóa thôi. Lưu ý nè, trong một bảng nó chỉ có một khóa chính thôi. Nhưng hai cái khóa này có nghĩa là gì? Có nghĩa là một khóa chính nhưng nó bao gồm hai cột. Tức là một khóa chính bao gồm hai cột, tí nữa cô sẽ thiết lập cho các bạn. Nhưng nếu các bạn để hai khóa chính là sai. Hiểu không ạ? Nó không nhận đâu. Nhìn vậy nhưng nó có một khóa thôi. Lưu ý nè, một bảng, một cái thực thể nó chỉ có một khóa chính. Nhưng khóa chính đấy có thể một cột hoặc là nhiều cột. Đúng không ạ? Tuy nhiên sau này các bạn lập trình nhiều cột nó sẽ khó xử lý. À, tôi sẽ chỉ các bạn cách thay thế sau. Cái đấy được gọi là cái phi chuẩn, không chuẩn. Đúng không? Trong cái chuẩn ta sẽ có một số cái không chuẩn. Thì cái không chuẩn đấy là cái gì thì cô sẽ nói sau nhá, tí nữa demo. Bây giờ cô sẽ vào demo để tạo đã. Đúng không ạ? Rồi, giải thích lý thuyết xong nhá. Hơi bị dài đúng không? Rồi, nếu các bạn mà không nghe thì cũng hơi bị khó. Đây, cô sẽ create vào new query để cô tạo viết code. Thứ hai nữa là các bạn lưu nó lại. Lưu nó lại ha. Đây, nhớ là khi các bạn viết cái script, các bạn lưu nó lại cho cô. Script. Đây. Đây, cái này là demo cô lệnh select đúng không? Cái này là bài mấy ạ? Bài 4 đúng không? Demo. Ok. Rồi các bạn nhìn nè. Sau này cô sẽ yêu cầu các bạn là làm bài là các bạn phải gõ tất cả trên một file thôi nhá. Và cô chỉ cần nhấn F5, cô chạy cái là chạy hết toàn bộ mà không bị lỗi. Thì cái đấy cái bài đấy là xuất sắc. Đúng không? Thì để làm được bài đấy thì cô sẽ có một cái gợi ý như sau. Đầu tiên các bạn tạo database. Create database đúng không? Quản lý gì đấy ạ? Nhân viên. Ok. Rồi, phải có cái gì nữa ạ? Go, đúng rồi. Được chưa? Có câu lệnh go. Thì sau khi tạo xong các bạn sẽ sử dụng nó. Use, chính xác. Tên database. Sau đấy là go. Ok. Được chưa? Rồi các bạn nhấn F5, các bạn chạy trường hợp này sẽ không lỗi. Execute. Đúng không? Không lỗi, nhưng chạy lại lần nữa sẽ là lỗi. Tại bảo có rồi, chính xác, có rồi, nó không cho nữa. Được không? Giỏi. Tức là nó already exist, nghĩa là có rồi. Thì bây giờ muốn chạy lại không bị lỗi ta. À, xóa, hôm trước cô nói rồi đúng không? Xóa trước. If. Cái này các bạn có thể copy học thuộc. Exist. Select sao from system.database. Đúng không ạ? Where name bằng. Đây, copy nó vô đúng không? Đấy, các bạn có thể bôi cái dòng này, các bạn chạy thử xem có chưa. Có đúng không ạ? Nếu mà tồn tại, nếu có thì các bạn drop. Xóa database đi. Database. Đây, copy vô luôn. Rồi, ok, bây giờ chạy nè. À, xóa, sai, cái này go nữa luôn đi ha. Rồi, F5 nè. Khoan. À, rồi. The current in use, có xóa được không ạ? Không xóa, bây giờ phải sao? Sử dụng. Rồi, sao biết? Sao hay vậy? Đấy, go. Được chưa? Chạy thử nhá. Hay không? Hiểu không ạ? Đấy, chứng tỏ là các bạn rất giỏi. Nghĩa là biết use the master trước.
để nó sử dụng một cái khác. Thực ra master hay gì cũng được, nhưng mà tại vì master là một hệ thống nó có sẵn. Xong để các bạn mới làm gì đấy ạ? Xóa, xong tạo lại, xong đấy mới sử dụng nó. Nhớ là phải có câu lệnh sử dụng nè. Và các bạn nhìn nè, khi nào nó nằm ở đây thì nó mới là sử dụng nhá. Lưu ý chỗ đấy. Nếu chưa nằm ở đây các bạn phải click chuột hoặc làm thế nào để nó phải là sử dụng cái này. Rồi cô sẽ hướng dẫn các bạn tạo bảng nhá. Bảng này là quan hệ một nhiều. Quan hệ một nhiều cho nên bảng này sẽ tạo trước nè. Sau đến bảng này nè. Hoặc là bảng này tạo trước, sau đến bảng này, sau đến bảng dự án với bảng quản lý dự án tạo sau cùng. Hiểu không ạ? Tại vì bảng quản lý dự án là phải bắt buộc phải liên kết với bảng nhân viên và bảng dự án mà. Cho nên là phải tạo sau cùng. Vậy ta sẽ có thứ tự là 1, 2, 3, 4. Hoặc là 1, 2, 3, 4. Tức là các cái vị trí này được, riêng cái vị trí này phải là cuối cùng. Ok. Cái này trước đầu tiên cũng được. Hiểu không ạ? Ok. Vậy ta sẽ tạo phòng ban trước. Câu lệnh sẽ là create table. Giỏi. Rồi phòng ban. Mở ngoặc ha. Rồi xong cô viết xuống đây. Ok. Đầu tiên là bảng mã phòng ban. Ok. Mã phòng ban. Cái này không nói thì các bạn tùy. A N và cha 5. Ok. Rồi. A primary key thì không cần not null nữa, bởi vì nó chắc chắn là không thể null được rồi, đúng không? À, primary key. Sao hay vậy? Được chưa? Xong. Đến cái bảng cột gì ạ? Tên phòng ban. Kiểu gì đấy ạ? À, 30. À, not. À, not null. Rồi mã trưởng phòng. Cái này á thì là nó là quan hệ, ông này là quan hệ ngược lại, là nhân viên nào là trưởng phòng, nó là quan hệ 1-1 nhá. Để mã trưởng phòng thì mã trưởng phòng nó chính là ID của nhân viên, nó là quan hệ 1-1. Ok. Đây. Mã trưởng phòng. Rồi. Các bạn nhìn nào. Lưu ý nào. ID của nhân viên là kiểu gì thì mã trưởng phòng kiểu đó. ID nhân viên sẽ là kiểu gì ạ? À? À, N vai cha 10 đi ha. Thì anh này sẽ là N vai cha 10. Nhưng lưu ý các bạn để là null. Bởi vì sao ạ? Nếu không để null thì cái này chưa có, cái này chưa nhập được thì nó có lỗi. Cho nên các bạn cái này để null. Vậy cái này các bạn để N vai cha 10. Và cái này có để null. Thực ra là các bạn không để null thì nó vẫn hiểu là null, cho nên chỗ này không để thì nó vẫn hiểu là null. À, hiểu không ạ? Nhưng cô để đây, nhưng mà không để thì nó ngầm định sẽ là null. Rồi các bạn go. Rồi. Các bạn có thể chạy thử để coi nó, đúng không ạ? Thì các bạn bôi nó chạy. Được chưa? Thành công. Và để các bạn chọn vào đây, các bạn vào quản lý nhân viên, vào table, thấy phòng ban chưa ạ? Nó có thể tạo được diagram vào đây. Yes. Được không? Tạo diagram. Đấy. Có thể nhìn được diagram rồi. Ok. Rồi. Được chưa? Rồi. Tiếp. Bảng thứ hai. Đấy, bảng thứ hai là bảng gì ạ? Nhân viên. À. Nhân viên. Ok. Có mã nhân viên. Cô để là mã nhân viên nha. Ok. Mười đúng không các bạn? Khi nãy để 10 và để primary key không ạ? Có ha. Họ tên. Họ riêng, tên riêng. Thì cô để họ và tên nha. Họ và tên luôn. Nhân viên, ok.
để đến tên các bạn bây giờ dài lắm, có để 50. Not known. Năm sinh kiểu gì ạ? À? À, kiểu date hoặc date time ha. Kiểu date. Hoặc là date time cũng được ha. Địa chỉ, địa chỉ kiểu gì ạ? N vai cha bao nhiêu? 255, ok. Để nôn luôn ha. Giới tính. N vai cha. Cho 10 cho thoáng. 10 đi ha. Ờ, không xác định. Lương. Lương. Lương kiểu gì đấy? Money cũng được nhá. Rồi. Và cuối cùng là gì đấy ạ? Mã gì đấy ạ? Mã phòng ban. Rồi nghe nè, nghe nè. Cái mã phòng ban này cô sẽ thiết lập mối quan hệ vào cái phòng ban. Thực ra là quan hệ này các bạn sẽ hỏi cô là khi nãy tại sao cô không phải thiết lập quan hệ trưởng phòng với anh này? Thì bảng nhân viên chưa có làm sao thiết lập, đúng không? Cho nên cái thiết lập này các bạn có thể thiết lập sau, ta sẽ sửa vào câu lệnh alter table. Thì bây giờ cái bảng nhân viên này đã có bảng phòng ban rồi, cô sẽ thiết lập quan hệ ở ngay câu lệnh create luôn. Vậy để thiết lập mối quan hệ ta có hai cách, một là tạo ở ngay câu lệnh create hoặc là tạo ở câu lệnh alter, đều được hết nhá. Vậy bây giờ ta sẽ hướng dẫn cách thứ nhất, đó là cái mã phòng ban. Rồi kiểu dữ liệu là gì ạ? Năm vào trăm mấy? Năm. Chính xác. Tại sao? À, bên kia năm rồi. Ok. Và cái này các bạn có thể để null. À, nhưng bây giờ các bạn là thiết lập quan hệ, cô sẽ thiết lập như sau. Reference. Tham chiếu. Tham chiếu. Dữ liệu này là dữ liệu tham chiếu, một cái ràng buộc phải tham chiếu nha. Reference. Tới bảng gì đấy ạ? Chính xác. Phòng ban. Và khóa chính của nó sẽ là khóa mã phòng ban. Ok. Rồi, chạy nhá. Bố chạy nè. Execute. Được chưa? Được rồi đúng không? Bây giờ các bạn qua đây các bạn refresh nó lại cái. Các bạn vào diagram nhá. Các bạn thêm nè, new nè. Add table nè. Refresh cái nữa nè. Nhân viên chưa? Add. Thiết lập mối quan hệ đây rồi các bạn nè. Trời ơi nó bay đâu. Thấy chưa? Một và nhiều cái khóa đấy các bạn nè. Từ thiết lập mối quan hệ nhá. Còn các bạn nằm kèo cũng được, nhưng mà cái đấy là các bạn làm thủ công, làm bằng tay. Còn cái này các bạn viết code ha. Được chưa? Lâu lâu làm xong lưu nó lại cái nhé. Ok. Rồi. À khi nãy thế này. Khi nãy á, cô thiết lập cái mã cái này. Thì nếu mà quan hệ 1-1 thì cái này các bạn phải để duy nhất nha. Để duy nhất thì mới thiết lập mối quan hệ 1-1 được. Nếu không duy nhất nó sẽ không thiết lập mối quan hệ 1-1. Cô sẽ chỉ nha. Bây giờ thiết lập ngược lại nó sẽ lại quay lại một nhiều, nhưng không có được, hiểu không? Thì để thiết lập một quan hệ 1-1 thì các bạn phải để cái này là duy nhất. Thì cô sẽ hướng dẫn các bạn làm cái duy nhất như sau. Một là các bạn thiết lập cái unique. Các bạn dùng câu lệnh alter table. Sửa bảng gì đấy ạ? Sửa bảng phòng ban ha. Thiết lập cái unique. Trước khi thiết lập unit ta sửa bảng phòng ban thêm thiết lập quan hệ đúng không? Relation. Shift. Thì các bạn dùng câu lệnh là alter table. Nhớ là ta sửa bảng nào, ta phải quan tâm đến cái việc này nè. Ta muốn thiết lập quan hệ ở trên cột nào, ví dụ ta muốn thiết lập quan hệ với mã phòng ban, à mã trưởng phòng, thì bắt buộc phải sửa phòng ban chứ không phải là sửa nhân viên. Hiểu không ạ? Đây, ví dụ các bạn là tôi muốn thiết lập quan hệ ID nhân viên với trưởng phòng. Thực ra quan hệ này không cần thiết lập cũng ok.
Nhưng nếu thiết lập thì nó sẽ tạo cái ràng buộc cho các bạn thôi. Hiểu không ạ? Không thiết lập thì nó cũng không bảo lỗi. Nhưng mà để thiết lập để các bạn chắc chắn để ràng buộc thì cô muốn demo một chút về quan hệ 1-1. Nghĩa là có một nhân viên thì có chỉ một trưởng phòng thôi. Một phòng ban chỉ có một trưởng phòng. Và trưởng phòng này tham chiếu nhân viên quan hệ này 1-1. Hoặc là không có nhân viên nào, tức là một nhân viên không thể là trưởng phòng hoặc có thể là trưởng phòng. Cho nên là cái này nó chỉ thiết lập, tức là cái này giả lập. Hiểu không ạ? Thiết lập theo kiểu là các bạn thiết lập để tạo một cái ràng buộc, có cũng được, không có cũng được trong trường hợp này. Ok. Thì cô sẽ thiết lập quan hệ là ở sửa là phải sửa bảng mã trưởng phòng ha, mã phòng ban. Cho nên các bạn sẽ là sửa phòng ban. Đúng không ạ? Rồi các bạn phải thêm một cái ràng buộc. Cho nên các bạn dùng là add constraint. Thêm ràng buộc. Và ràng buộc này thì phải đặt tên. Đúng không ạ? Giống như foreign key trưởng phòng. Ok. Đấy. Được chưa? Và các bạn ghi là trưởng phòng luôn, nhìn dễ. Rồi. Và cái mã, cái foreign key này thì cái mã nào? Tạo foreign key. Foreign key dành cho cái cột là cột mã trưởng phòng. Đúng không? Và tham chiếu tới bảng nào á? Tới bảng, đúng rồi, bảng nhân viên. Và khóa chính là gì? Mã nhân viên. Mã nhân viên. Đúng không? Ok. Rồi bây giờ các bạn vô cái này. Vô nha. Xong chưa? Thì các bạn thấy là cái này là gì? Cái này là comment nha. Chú thích. Rồi ok. Rồi. Sao em? Cô refresh. Cô refresh nữa nè. Refresh. Add table nè, refresh cái nữa nha. Ok, add nhân viên. Cái gì mà hồi hộp dữ vậy? Hello. Nó có hai quan hệ nè. Quan hệ một nhiều nhiều một. Cái này một phòng ban có nhiều nhân viên và một nhân viên có nhiều ở trong cái này thì không có đúng, đúng không? Thì muốn thiết lập quan hệ 1-1 thì ta phải sửa cái này thành unique. Unique. Thì để thôi cái sửa cô không dùng nữa nha. Bây giờ cô xóa lại cái bảng này đi. Cô xóa lại cái bảng này đi. Cô xóa cô làm lại nha. Cho nó nhanh nha nè. À rồi không xóa được rồi. Cô sẽ nói chắc chắn là không xóa. Bởi vì các bạn đang dùng ở đây. Đang dùng ở đây nó sẽ không cho xóa đâu. Ok nó sẽ lỗi đấy. Nhưng mà từ từ cô sẽ sửa lại. Các bạn đang dùng không phải ở đây, các bạn đang dùng các bạn kiểm tra bên cạnh xem có cái gì đang sử dụng nó không. Khi nãy diagram không sử dụng. Rồi bây giờ ok. Xóa chưa? Đó rồi. Rồi, tiếp nha. Các bạn tạo lại cái này, các bạn để cho cô cái này nè. Unique, muốn thì không cần. Unique. Unique là cái ràng buộc duy nhất. Unique là một cái ràng buộc duy nhất. Nhưng mà có thể null. Hiểu không ạ? Cho nên các bạn chạy, bây giờ chạy lại nhé. Cô sao xóa? Gì có sử dụng nữa đâu? Disconnect, connect lại được. Refresh. Có chưa? Quản lý nhân viên đây hả? Rồi xóa nè. Delete nè. Disconnect luôn, close luôn ha. Close connection. Xóa cái, mở lại. Hết chưa? Rồi ok. Bây giờ ta chạy lại cái này nha. Run skill lại. Hết lỗi chưa? Rồi refresh ha. Quản lý nhân viên nè. Ta vào diagram. Yes. New cái. Add.
at. Ok. Thầy thay đổi chưa? Thầy thay đổi chưa? Ủa đâu hết rồi? Ủa thằng kia ta. Ờ sao hay vậy? Hai thằng này sao tình thương mình thương vậy? Ờ. Đó. Được rồi đó. Rồi. Có phải quan hệ này quan hệ một nhiều đúng không? Quan hệ này 1:1 là thầy hai kia chưa? Quan hệ 1:1 chưa? Hai cái kia đấy chính là hai quan hệ 1:1. Thì quan hệ 1:1 là gì? Cái bên kia khóa phù các bạn bắt buộc phải là duy nhất thì nó mới được. Hiểu không ạ? Đấy nhá. Thì cái này không thiết lập cũng không sao, nhưng cô muốn giới thiệu các bạn biết. Trong tất cả các mối quan hệ thì quan hệ 1:1 muốn thiết lập phải thiết lập như thế nào? Hiểu không ạ? Ok. Còn trường nhiều trường hợp người ta sẽ lờ đi chuyện này, không cần thiết lập. Đúng không ạ? Ok. Đấy. Đó là thứ nhất. Tiếp ta sẽ qua cái phần tiếp theo. Vậy nghĩa là bây giờ cô đã tạo cho các bạn cái này rồi, thì để mà tạo cái quản lý dự án thì cô sẽ phải tạo cái này. Đúng không ạ? Thì để cô giới thiệu các bạn cái gì đấy ạ? Cái hai cái khóa khi nãy, đúng không? Rồi, dự án này các bạn, cái này cô làm nhanh, sẽ không giải thích nữa. Create table dự án. Ok. Cột thứ nhất là mã dự án bao nhiêu? Vai trang bao nhiêu ạ? AN vai trang 5. Rồi, primary. Ok. Đến tên dự án đúng không? Tên dự án N vai trang 30 đi ha. 50 đi. Tên có thể dài. Not known. Not known. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Ngày bắt đầu. Date time. Ngày kết thúc. Date time. Được chưa? Xong. Go. Đấy, chạy luôn ha. Chạy luôn. F5. Đấy. Tiếp. Cô sẽ tạo cái bảng này, quản lý dự án. Create table quản lý dự án. Ok. À, mã gì đấy ạ? Phải, nó phải chứa mã dự án và mã nhân viên đúng không? Mã dự án vai trò nhiêu ạ? N vai trò 5. Primary key đúng không? Rồi, mã gì đấy ạ? À? Mã nhân viên. N vai trò mấy ạ? À? 10 chứ. Cái này các bạn để primary key luôn. Rồi, cái gì ạ? À? Ngày tham gia. Ngày tham gia. Kết tham. Ngày kết thúc. Kết thúc. Tham gia đi, đúng không? Date time. Rồi, số giờ. Kiểu integer. Vai trò là nhiệm vụ, là chức vụ đó ha. Vai trò. Vai trò này các bạn để cho cô là kiểu n vai trò 10 đi ha, 20 đi. Rồi. Rồi, thầy báo lỗi chưa? Báo lỗi gì ạ? Ờ, nếu mà đặt cái này là hai primary key là không có được. Hiểu không ạ? Không, cũng không được. À, nó còn khóa phụ nữa cơ. Hiểu không? Thiết lập khóa phụ nữa cơ. Nhưng mà trước mắt là để cái này là không có được rồi. Được chưa? Bây giờ ta sẽ phải xóa cái này đi. Chị ạ, và để primary key ở đây các bạn. Primary key mở ngoặc.
À, đưa anh này vô phẩy. Đúng rồi, phẩy anh này. Đấy. Thế mới được. Tức là một khóa chính, nhưng khóa chính này là kết hợp giữa hai cột. Rồi thiết lập khóa phụ thì sao ạ? À, reference. Tới bảng dự án đúng không? Và mã dự án. Còn anh này tham chiếu tới gì đấy ạ? Reference tới nhân viên. Và cái này là mã nhân viên. Rất dễ đúng không? Xong rồi. Hả? Đây ghi ở dưới thì được, được một cột ghi dưới cũng được, nhưng ghi chung thì đỡ mất công thôi. Nhưng trường hợp này là không bị lỗi, một cột được, hai cột được thì một cột được, mấy cột cũng được hết. Em xóa, đúng rồi, em xóa, em để một cột tới đây đây thì giờ em chỉ thiết lập một anh là khóa chính thôi, nó không có lỗi ha, không có lỗi. Ok, nhưng tại vì một cột thì các bạn gắn vào luôn, còn hai cột thì các bạn không thể để hai cái này được, các bạn phải tách riêng ra. Đấy, cô nhận nhấn mạnh nhé, khóa chính chỉ có một thôi, nhưng khóa chính có thể là một cột, có thể là nhiều cột, hiểu không ạ? Hai cột trở lên được gọi là nhiều cột, được không? Ok. À, đây foreign key thì thoải mái, hai cái này là vừa là foreign key, vừa cả hai cái này kết hợp thành một khóa khóa chính, hiểu không ạ? Không phải chứ, phải thiết lập foreign key nó mới tham chiếu. À, trường hợp này là trường hợp các bạn gì đấy ạ? Các bạn enter. Enter thì, ở trong bảng thì tôi đâu biết cột nào là foreign key. Tôi phải chỉ cột đấy ra. Đúng không? Còn trường hợp đây là tôi chỉ trực tiếp vào nó rồi thì nó ngắn hơn, dễ hơn đúng không? Đó. Đấy, cô demo các bạn hai cách đó. Ok, go ha. Chạy. Execute. Ok. Rồi. Gì em? Đâu có. À, các bạn mà đỏ thì ta xem lỗi và sửa lỗi chuẩn bình thường. Cô nói luôn các bạn à, làm mà không có lỗi mới sợ. Làm mà có lỗi á, thì có kinh nghiệm để các bạn có thể sửa những cái sau. Tại vì khi các bạn đọc lỗi, các bạn biết được cái trường hợp nào các bạn tránh. Và khi lưu ý nè, cô demo thì không có lỗi thì đương nhiên, tại vì là làm nhiều rồi, nó quen. Nhưng khi cô mới làm với các bạn thì cô cũng có bị lỗi thôi. Hoặc là bây giờ cô nghiên cứu một cái ngôn ngữ mới á, thì đương nhiên là bị lỗi, mà lỗi còn nhiều là khác. Chuyện đấy cực kỳ bình thường, viết code mà không phải lỗi, không có lỗi không phải lập trình viên, phải không bạn Kiên? Dạ. Anh này siêu lắm á, đúng không ạ? Đấy, phải có lỗi, và khi các bạn lỗi phải chịu khó đọc lỗi. Và người có tiếng Anh, English là một khả năng đó, để các bạn đọc lỗi, hiểu lỗi. Ông núp kìa, anh muốn núp đúng không? Đấy, ông kia ông không núp thì thôi, được chưa? Bây giờ các bạn add add table vô ha, refresh. Các bạn add cái dự án nè, add tiếp cái quản lý dự án. Ok, các bạn thấy là thiết lập quan hệ chưa ạ? Rồi, ok, được chưa? Rồi các bạn làm xong thì các bạn chụp cái hình này cho cô là được rồi. Đấy, thiết lập quan hệ. Và khi lưu ý nè, các bạn làm ấy thì khi trước khi chụp hình thì để nó thẳng thớm chỉnh chu, hiểu không ạ? Đấy, thẳng cho nó chỉnh chu, nhìn cho nó đẹp đúng không ạ? Đấy, sau này chụp hình nhìn cho nó đẹp. Ok, auto resize. Thế được chưa? Thì đấy là cái demo toàn bộ những cái. Có ai hỏi gì không? Đấy, cô lưu nó lại, được chưa? Đây, cô lưu lại file này. Và đặc điểm của file này là các bạn execute thoải mái ha.
execute không bao giờ bị lỗi, execute thoải mái. Nhưng mà cô vừa execute xong thì cái diagram cô mất tiêu mất rồi. Hiểu không? Là phải tạo lại diagram. Thế trong này không không có câu lệnh tạo diagram. Được chưa ạ? Thế đó là toàn bộ nha.